quay trở lại với tôi là Tony Bates và hôm nay mình đã review hai unit mới Upgrade Titan Camera, một phiên bản lưỡi cưa và một phiên bản acid. Thì mình thấy là hai nhân vật này khá là thú vị đấy, bạn thấy khỏe, tất nhiên khỏe rồi, và tất nhiên có effect mỗi một con của sức mạnh riêng của nó khá là thú vị. Và mình sẽ chia nào đó, nếu bạn thích cái video này hãy để like, và nếu bạn muốn sở hữu hai nhân vật này, tay lưỡi cưa và tay acid, hãy vào show khách cho mình để ủng hộ mình nha. Giờ mình sẽ chia nào, và các bạn biết bạn nào xem video này thì kênh của mình giờ là mình đã bị ban 2 tuần rồi, nên kênh mới của mình hãy subscribe đăng ký của mình ủng hộ mình, bởi vì mình sẽ không biết là bao giờ mới quay được tiếp ở kênh cũ, nên là hãy đăng ký kênh mới này nha. Tại giờ trong mình đang có chương trình tập mã nhận quà ưu đãi lên tới 1.000 rubik. Ngoài ra có khuyến mãi nạp thẻ theo từng mệnh giá, thẻ 10k đến 100k được nhận khuyến mãi 10%, thẻ 200k nhận khuyến mãi 20% và thẻ 500k được nhận khuyến mãi 50%. Nhập mã Tết 2024 giảm 10% khi mua nick, và nhập mã vui Tết để giảm 20% cho nick từ 200k trở lên. Sự kiện này chạy từ 16 tháng 2 đến 16 tháng 2. Vì vậy các bạn hãy nhanh tay lên nhé. Bịa chiến Nightmare thôi. Các bạn thấy là có sự khác biệt giữa hai con Titan, một con vòng tròn xanh cây, một con vòng tròn xanh nước biển, một vòng nữa màu trắng là để tấn công trận chiến. Con này sẽ bắn tầm xa thôi thì phải, và nó sẽ khiến cho mục tiêu bị dính acid 1750 cho so và 2000 cho acid exclusive damage, 9000 DPS, 45000, con này 34000 thôi. Và con này sẽ khiến cho slow mục tiêu và blast range của nó nổ lan ra. Có vẻ con này có khá nhiều effect xịn, sát thương cũng cao hơn nữa. Nó ngon hơn về mọi mặt thì phải. Range tầm xa cũng cao hơn này. Nhưng mình sẽ cả test cả hai con, so sánh từng con một. Đầu tiên là con này. Đầu tiên đặt so Upgrade Titan Cameraman ở đây, khe level 1 cho có gì đây? 550 đam, khu đam 0.25 và có tay một cái cưa. Trông khá là tất cả Titan đã được update cái lõi laser, bắn cho cái năng lượng nhìn đẹp hơn rất nhiều, effect nhìn cực kỳ là đạt chất lượng. Ui, cái tia laser nhìn có đẹp quá trời luôn. Nhưng mà mình thấy cái cưa này trông không được đẹp nào, thì mình thấy cái lưỡi cưa này nhìn khá giống cái dùng để cắt pizza nhỉ. Thực ra cái game này, cái style của game này là nhìn khá là cơ bản, nên như này trông cũng ok. Cấp level 2 nào, có thêm bộ cánh nữa. Tất cả mọi thứ có vẻ như là giống y hệt, ngoài cái tay cưa. Một hit cái cưa này nhớ mất 5000 dam hay sao ta? Ủa, nhớ mất cả mấy nghìn dam ấy. Và nâng cấp level 3 xem nào, chỉ số có 1400 và cái tầm đánh nó rất là rộng luôn. Ok, cần được parasite. Nói chung là mình nghĩ con này hiện giờ sẽ cần được tất cả các con. Bây giờ thứ 2.0 hơi khỏe một chút, nhưng mà mình nghĩ là có thể cân được. Rồi, đơn giản. Skip đi, auto skip một chút. Còn chúng ta có acid nhá. Thanh niên này sẽ đặt bên này. Ui chà. Block stun luôn. Từ từ skip. Bình tĩnh. Hơi căng một chút ở đây. Ui, bắn tên kia đi kìa. Oh no. Không sao, cố lên. Ok, không sao. Đấy, cả hai đều bắn loạn năng lượng này. Và con này sẽ bắn ra một cái cục bom acid chậm 20% mục tiêu. Mình sẽ skip phát rồi mình sẽ nâng cấp luôn. Sát thương hiện giờ là 1000 mỗi 0.2 giây. Và con này có 1400 0.2 giây, đây là level 2 đến level 3. Trời ơi, con này nó khỏe hơn quá nhiều luôn. Nó con này nó có cái kỹ năng là nó sẽ cưa gây một cái sát thương chí mạng. Đấy, còn con kia sẽ không có nha. Và để xem quả bom acid, nó sẽ gây nổ nhưng mà nó không gây nhiều đam bằng cái cưa này. Nếu mà tấn công lẻ mục tiêu thì con này vẫn đau hơn nhiều, còn con này sẽ khiến nó làm chậm và sẽ lan ra mấy con xung quanh một tí. Up level 3 chúng ta có 1800 đam rồi. Mình nghĩ là bộ đôi này sẽ có thể cân được Nightmare. Sát thương cực cao, một vụ nổ của nó gây cũng tầm 5000 đam này. Một vụ nổ nó tụt cực kỳ nhiều máu, ma trời luôn. Chung là con này là bộ đôi này là 10 điểm đấy. Bộ đôi này hiện giờ thì cực kỳ khỏe. Mình không biết là có bộ đôi nào xịn hơn bộ đôi này không. Trời ơi, đặt con repair drone ngay lập tức. Ma trời, vừa bị nó tấn công mấy con nó bắn tên lửa vào, cuối cùng cũng hy sinh. Nhưng may quá chúng ta có sự trợ giúp ở đây. Ủa, cho dù rất khỏe nhưng mà có bao nhiêu là cũng khá là khó khăn. Đến wave 20. Mình đang cấp acid luôn này. Acid hay là so đây, cũng có súng rồi. Level 4 là có súng rồi, còn Toxic thì chưa có súng. Wave 22 vượt qua dễ dàng. Đặt ở đây là nó hơi bị thừa, hơi bị phí một chút. Đặt ở lui lại ở giữa trung tâm ấy là 10 điểm, 8000. Ok, cả hai đều 8000 tiền. Nâng cấp tiếp theo, có vẻ khỏe nha. Balak lava kìa, cố lên. Mình nghĩ là vẫn cân được thôi. Không sao. Skip luôn em ơi. TV Dual Core rất là mạnh nhưng mà không đủ mạnh. Thì mới thêm tôi đánh không? Đơn giản 10000 tiền thôi, mình sẽ nâng cấp tiếp Toxic đi. Chưa có súng máy, 4000 dam. Ma trời, con này sẽ có nhiều level nâng cấp hơn là so đấy. Wow, what is this? Dual Flame Buster. Hai cái con này, hai cái biến thể này mà gộp lại, nếu mà admin mà có tâm thì sẽ cho hai cái dạng biến thể này vào cho cái con Upgrade Titan Cameraman đã có sẵn rồi ấy. Người chơi có thể chọn một trong hai biến thể để nâng cấp ấy. Game mà 10 điểm luôn. Nhưng mà admin lại tách dành hai con và bán từng con một cho vào crate để bán như này thì nó sẽ hơi bị hút máu một tí nha. Mình thấy hơi hút máu vãi chưởng luôn. Uầy, đơn giản luôn, vượt wave 27 đơn giản. Skip anh em ơi. This is easy bro. Bây giờ này xem có gì khó khăn hơn nào. Anh em chiến nào. Ok, Parasite, Last Laser. Ôi giời, đấu Parasite đây, nó sợ quá anh tạo. Rocket, ôi giời, nó sợ quá nhỉ. Ba con bom này, úi giời, ba con bom. Chưa kịp vào đã nổ. Đơn giản, 15.000 được cấp tiếp theo à? 6.000, cộng 225, được cấp max chưa? 6.800 đam, 0.2 giây. Nó bị trừ đam đi mà. Có mấy loại kiểu trừ đam đi xong rồi tăng hồi chiêu ấy, phát đờ hết. Mình không hiểu sao quyết định như vậy. Nâng cấp level thứ 6, max level 9000 đam. Ma trời, đau thế. 9000 đam 0.2 giây. 6800, what the heck, sao lại khủng khiếp như vậy. Không phải bắn súng máy như machine gun như cái này nữa mà bắn laser luôn ạ. Ủa, bắn nhanh vậy. Sao mà toilet chịu được. Đặt thêm một con nữa, đặt thêm một đống nữa để có tiền này. Mình sẽ bán con lần laser này đi này. Laser 600 không phải ai sell luôn. Đây phải đặt ở giữa này này. Tầm nó mới bao quát được toàn bộ nếu mà nâng cấp lên level như thế này. Đó là một cái vị trí đắc địa
Vong lại để ở đấy cũng được này. Đấy. Đây là hoàn hảo nhất bởi vì nó sẽ bao phủ cả cái đường này luôn. Và đến được cấp nữa thì nó mới hoàn hảo nhất. Ôi trời, đừng skip. Chill, vô chill. Ôi đồng, đồng, security guard 1 triệu 2 máu. Đúng vai. Ôi trời ơi. Đừng có skip nhá, đừng có skip nhá, ấn nhầm skip thôi. Cố lên anh ơi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. À không sao, không sao, không sao, đơn giản, ôi chú bọn gà này. Tưởng thế nào, ui, toxic school à. Ui, lag vãi chỗ này. Ui, ở đây lag kinh khủng luôn ý. Và trong cái đám khói acid này nó lag kinh khủng luôn. One more toxic over here, and nâng cấp lên level tiếp theo. Cái súng laser này bắn cực kỳ rộng luôn. Burst level 1.0, mình đã quên 40 rồi. À trời ơi, đơn giản đi. Đầu nó bốc lửa. Thế anh nên toxic nữa đây cho nó đẹp dai. Ờ đây ơi. Nó clear bọn này trong vài giây tăng biến vào hư không như kiểu búng tay Thanos luôn. Woo, baby. Quá khỏe luôn. Có mấy con này thì nightmare gọi là đơn giản nightmare như easy. Mình chỉ cần đứng FK thôi và đặt con này là xong. Skip cứ auto thôi, không cần to skip. Soldier Rocket thoải mái. Toxic Mutant easy, Security Guard easy, Scientist Toilet 2 triệu 4 máu, 1 triệu 6 máu. Mình sẽ cần nhiều hơn là 4 con toxic, có lẽ sẽ cần 5 con, 6 con. Yeah, ok. Skip luôn thì đơn giản. Sau khi đánh boss này game ơi, kỹ năng hiệu ứng của game này rất là đẹp. Mỗi tội là cái hình ảnh model thì hơi đơn giản thôi. Dual Claw Laser Talent, chúng ta đến với wave cuối cùng game ơi. Đó, đó, đơn giản mà máu tụt cực kỳ nhanh. Trời ma luôn, không hiểu sao có những con khỏe như này, càng ngày càng nhiều con khỏe đặt đây cho vui phát. Đặt đây cho vui thôi chứ, đằng nào chả win đúng không? Đấy rồi, Giant Smooth đây. Và chúng ta đã hoàn thành được Nightmare với 2 con Titan Camera Upgrade cực kỳ khỏe. Và nếu thích điểm like và subscribe mình, và nếu muốn sở hữu hai con này hãy vào shop kênh Góc Độ Rush.vn để ủng hộ mình nha. Và mình sẽ gặp lại các bạn.